Thông tin tiếp theo cũng liên quan tới một ngôi chùa. Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua thì chùa Linh Quy Pháp Ấn hay còn gọi là chùa Cổng Trời tại Lâm Đồng đột nhiên trở nên nổi tiếng và được rất nhiều người trẻ tìm đến. Tuy đường xá cách trở nhưng mà có lẽ do hiệu ứng từ MV Lạc Trôi của ca sĩ Sơn Tùng M-TP mà nhiều người trẻ đã chọn ngôi chùa này làm địa điểm du xuân của mình, bởi đây chính là một bối cảnh ghi hình của MV. Tuy nhiên thì cũng chính vì vậy mà những ngày qua thì chùa Cổng Trời đã phải hứng chịu những cảnh tượng không đẹp mắt do giới trẻ gây ra. Trong những ngày đầu năm, dòng người đổ về chùa Linh Quy Pháp Ẩn hay còn gọi là chùa Cổng Trời rất đông. Nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc 18 km thì chùa Cổng Trời đột nhiên trở nên nổi tiếng sau khi các bộ ảnh, đặc biệt là sau khi xuất hiện trong MV Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP. Số lượng khách tăng đột biến trong những ngày Tết khiến ngôi chùa trở nên quá tải. Dọc hai bên đường hướng đi lên chùa thì rác thải nằm ngổn ngang đủ khắp mọi thứ, khắp mọi nơi. Và các sư thầy trong chùa đã phải chia nhau dọn dẹp và nhặt rác. Một sư thầy tại chùa cho biết chùa đã có được hơn 10 năm nhưng mà khách thập phương mới tới đông trong một thời gian ngắn trở lại đây. Nhiều ý kiến cho rằng là các bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm đến không chỉ là để đi lễ đầu xuân mà chủ yếu vì muốn thỏa mãn thị giác được đến check-in tại nơi thần tượng đã quay MV.